Đóng cái anh kia rồi. Mà em kiểm tra không? Sức là không sức đâu, yên tâm. Chị 100% chính hãng luôn, 110L, 3 đời sốc. Còn gì đâu anh? Nền gầm. Nền gầm. Cái lọc của con Isuzu 650 ấy. Rồi, lọc nhớt. Lọc nhớt. Rồi. Với một cái lọc của con QK 270. Rồi, xong luôn, tất cả đều nhớt hết. Nhớt rồi, xong ạ. 650. Hôm nọ con 650 một lần ra chung là gầm xem đấy đúng không? Đúng rồi, loại rồi, rồi loại ngắn nhưng mà loại to. Cái này cái bé à? Cái đấy con QGR ạ. Còn đây là con của Isuzu đen. Nhanh ghê nhỉ. Đọc tít tật. Tối qua xuất hiện ở đây toàn sáng nay đã có mặt ở Hà Nội. Được nhưng mà nhóm thích nghe và định mẹ lâm đặt gạng là nó xấu xí là mày đẹp đẽ luôn đúng không? Ok, đấy, giờ mình có bán cho bạn thì cái ba đợt sốc các bạn nhá. Đấy, xe có qua thì bạn thì hơi xước chút thôi. Xe này thì rất là mới nhá, mới rất là mới luôn. Ok, nếu mà ba đợt sốc mình mất công mình làm này luôn, mình làm luôn đèn led ấy, đẹp hơn, led gầm lên sáng lắm. Ừ, thay vào đèn pin của nó ấy, sáng căng đét luôn mà chuẩn. Hết tiền. Ok thì cảm ơn nhá. Thank you anh em, cảm ơn anh em yêu mọi người nhá. Và đúng quý vị của Đức Thôi. Tắc kê Một chú tắc kê là cả mâm luôn. Đâu? Cái ốp mâm á. Ôm mâm của con Isuzu QGR hay con FSR? Con to thôi. Con to à? Đẹp. Con to thì đang hết mất rồi. Con đấy bao tiền rồi? Con đấy của nó có hàng Sài Gòn nó rơi tầm khoảng 2,5 triệu. 500, 600, 700. Đúng rồi, gần 600 một cái. Hàng xịn đấy, lốp to đấy. Con đấy của bạn là lốp 20 đúng không? Lốp này. À lốp R16 à, 16 thì rẻ. Có 1,7 triệu thôi. Nếu mà R16 thì rẻ, 1,7 triệu thôi. Thôi, lấy về lốp nào qua. Ok, cảm ơn nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Anh em nhớ ủng hộ cho mình vào đúng cuộc tuần nhật đơn giúp mình nha các bạn nhá. Thank you anh em rất là nhiều luôn. Bạn này là một trong những khách hàng quen các bạn ạ. Bạn ấy chạy rất là lâu rồi, chạy từ thời Hyundai 2000 cho đến bây giờ rất là trẻ luôn, một lúc 3 chiếc xe. Đấy, phải nói là anh em bây giờ rất là mạnh luôn. Kinh tế gia đình và mọi thứ rất là mạnh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều các bạn nhá.